Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Diễn văn khai mạc cuộc họp kỷ niệm ngày 3 tháng 3. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 8, trang thứ 75. Trước khi đi vào tác phẩm thì mình nói thêm cuộc họp kỷ niệm ngày 3 tháng 3, tức là ngày 3 tháng 3 năm 1951. Đại hội thống nhất hai mặt trận Việt Minh và Liên Việt thành mặt trận Liên Việt khai mạc. Tại đại hội thì Đảng Lao động Việt Nam đã ra mắt quốc dân. Sau đây mình xin trình bày với các bạn tác phẩm Diễn văn khai mạc cuộc họp kỷ niệm ngày 3 tháng 3. Thưa các cụ, các anh chị em và các cháu, tôi thay mặt Đảng Lao động Việt Nam và mặt trận Liên Việt hoan nghênh đại biểu nhân dân các nước bạn Cao Miên và Lào, các anh hùng và chiến sĩ thi đua ái quốc, đại biểu đồng bào miền núi và đồng bào địa phương. Tôi có lời thân ái hỏi thăm quân đội nhân dân đang anh dũng chiến đấu, hỏi thăm đồng bào dân công đang thi đua phục vụ. Đây, tôi chỉ nêu vài điểm rất quan trọng về tình hình thế giới và trong nước. Tháng 10, 1952, có một việc quan trọng nhất trong thế giới là Đại hội thứ 19 của Đảng Cộng sản Liên Xô. Đại hội đã tổng kết những thắng lợi to lớn của nhân dân Liên Xô và quyết định kế hoạch tiến mạnh đến chủ nghĩa cộng sản. Các đại biểu ta đi dự Đại hội Nhân dân Thế giới bảo vệ hòa bình có qua Liên Xô thì đã trông thấy sự tiến bộ to lớn ở Liên Xô về mọi mặt. Ai đã từng thấy sự đấu tranh gian khổ, kiên quyết của nhân dân Liên Xô sau Thế giới Chiến tranh thứ hai thì mới hiểu rõ sự thành công hiện giờ to lớn đến mức nào. Một việc quan trọng nữa là ở Trung Quốc, cách mạng thành công mới 3 năm. Do Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc lãnh đạo, do nhân dân Trung Quốc kiên quyết phấn đấu, mà năm nay ở Trung Quốc đang làm 3 công việc rất lớn có ảnh hưởng đến thế giới, nhất là ảnh hưởng đến nước ta. Việc thứ nhất là tăng cường sự giúp triều chống Mỹ. Việc thứ hai là năm nay Trung Quốc sẽ có cuộc tổng tuyển cử, một cuộc tổng tuyển cử to lớn nhất trên thế giới và trong lịch sử. Trong đó có độ 300 triệu người sẽ đi bỏ phiếu. Việc thứ ba là năm nay Trung Quốc bắt đầu kế hoạch 5 năm đại kiến thiết. Một việc nữa có ảnh hưởng, có liên quan đặc biệt về tinh thần với chúng ta là quân đội nhân dân Triều Tiên và quân chí nguyện Trung Quốc gần đây đã thắng lợi nhiều trận to. Anh em ta mạnh, tức là ta mạnh. Vì anh em ta mạnh càng khuyến khích giúp đỡ cho chúng ta mạnh. Ở nước ta, do Đảng cùng Chính phủ lãnh đạo đúng đắn và kiên quyết, do nhân dân và quân đội ta cố gắng, cho nên so với mấy năm trước thì về quân sự cũng như về mọi mặt đều tiến bộ khá. Nhưng chúng ta không nên tự mãn, tự túc. Trái lại, chúng ta phải nhận rõ khuyết điểm để sửa chữa. Như hậu phương tiến không kịp tiền phương, nhân dân tăng gia sản xuất không tiến kịp bước tiến của bộ đội. Điều ấy rất rõ. Vì sao? Nhân dân ta có cố gắng không? Có. Như mọi ngành đều có hàng nghìn, hàng vạn chiến sĩ thi đua. Nhưng vì sao việc sản xuất của ta không tiến kịp thắng lợi quân sự? Vì đại đa số nhân dân ta là nông dân. Mà nông dân thì một phần đông
chưa thật thà nắm quyền chính trị, chưa thật thà được giải phóng về kinh tế. Để sửa chữa khuyết điểm ấy, để làm cho hậu phương cũng tiến bộ như tiền phương, nhân dân cũng tiến bộ như quân đội, để bồi dưỡng sức kháng chiến càng ngày càng mạnh, Đảng, Chính phủ và Mặt trận năm nay kiên quyết phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức. Từ đảng viên cho đến hội viên trong mặt trận, cán bộ đảng, quân, dân, chính sẽ phải tham gia phong trào phát động quần chúng, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Từ ngày nhân dân ta nắm chính quyền, thì chính phủ đã ra thông tư giảm tô, giảm tức. Năm 1949, chính phủ lại ra sắc lệnh giảm tô, giảm tức. Nhưng sự thực thì thế nào? Có chỗ làm khá, có chỗ làm vừa vừa, có chỗ không làm. Đó, một phần là vì đảng, mặt trận, chính phủ đôn đốc kiểm tra không chu đáo. Khuyết điểm ấy chúng ta phải nhận. Nhưng một phần nữa là vì trong cán bộ địa phương có một số khá đông không trong sạch, không hết lòng hết sức thực hiện chính sách của đảng, của chính phủ, của mặt trận. Một số khác thì tự tư, tự lợi. Một cớ nữa là vì chính quyền địa phương, nhất là ở các xã, còn nằm trong tay những phần tử cũ, nói rõ là cường hào, phong kiến. Nhưng nguyên nhân thứ nhất là vì nông dân chưa được tổ chức chặt chẽ, phát động mạnh mẽ để tự giác, tự động đấu tranh, giành lại quyền lợi, giành lại lợi quyền chính đáng của mình. Vì vậy, năm nay, đảng, chính phủ, mặt trận phải kiên quyết phát động quần chúng, tổ chức quần chúng, lãnh đạo quần chúng để tranh lấy lợi quyền thiết thực của quần chúng, để bồi dưỡng lực lượng kháng chiến, lực lượng sản xuất của chúng ta. Phát động quần chúng không phải là việc hiếu hỷ. Phát động quần chúng là để đấu tranh. Mà đấu tranh thì có đối tượng. Đối tượng đấu tranh là những người không thật thà giảm tô, giảm tức. Nghe nói đấu tranh thì chắc có người thắc mắc, không biết đấu tranh đến đâu, đấu tranh ra thế nào. Tôi có thể tuyên bố rằng đối tượng đấu tranh của quần chúng là những người không thực hành chính sách của đảng, của chính phủ, của mặt trận, không giảm tôn, giảm tức. Đối với việc gian, đối với cường hào gian ác thì chính phủ và nhân dân sẽ thẳng tay trừng trị. Đối với thân sĩ yêu nước, thật thà kháng chiến, thật thà làm đúng chính sách của mặt trận, thì chúng ta nhất định phải đoàn kết. Thế là rõ ràng. Bây giờ, tôi xin nói qua công việc của Đảng Lao động Việt Nam. Như trong tuyên ngôn của Đảng đã nói, Đảng phải ra sức đoàn kết toàn dân để đẩy mạnh kháng chiến, đoàn kết các đảng bạn, các đoàn thể trong mặt trận. Không phải đoàn kết ngoài miệng, mà đoàn kết bằng việc làm, đoàn kết bằng tinh thần, đoàn kết thật sự. Tôi xin nói một thí dụ. Đảng Lao động có mở những lớp chỉnh quân. Trong những lớp ấy, cũng hoan nghênh đảng viên các đảng bạn tham gia, cũng hoan nghênh các cán bộ không đảng phái tham gia. Đó là một chứng cớ đoàn kết thực sự, cùng nhau tiến bộ. Lại đoàn kết với nhân dân Miên, Lào, đoàn kết với nhân dân Trung Quốc, đoàn kết với nhân dân các nước bạn khác. Với lực lượng nhân dân ta, bộ đội ta, với tinh thần kiên quyết từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, với lực lượng hòa bình thế giới, với lực lượng ngày càng phát triển, càng mạnh mẽ của các nước bạn,
thì cuộc kháng chiến của ta phải trường kỳ, gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Nhân Dân số 100 từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 năm 1953. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mm-hmm.